Ngày 20 tháng 2, tại Ao Thất Bổ thuộc xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Hiệp hội Du lịch Tây Ninh trao tặng hệ thống nước lọc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho bà con nhân dân và du khách. Dự lễ có ông Trần Văn Khải, Bí thư Thị ủy Hòa Thành, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh cùng sự hiện diện của Người con quê hương Hòa Thành, Đại sứ Du lịch Tây Ninh, Á hậu 1, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022, Trịnh Thị Trúc Linh. Hôm nay Linh tham dự lễ trao tặng máy lọc nước, Linh cảm thấy đây là một hành động rất là nhân văn và ý nghĩa. Tại vì khi mà Tây Ninh có một tầm nền du lịch phát triển rồi thì du khách sẽ đổ về đây rất là nhiều. Và việc chúng ta trang bị thêm một máy lọc nước sẽ giúp cho bà con của mình có được một nguồn nước sạch, an toàn cho sức khỏe hơn ạ. Thì đây là một cái cung đường của một cái tour riêng biệt. Từ quốc lộ 22 là chúng ta có một cái ngã rẽ gọi là ngã ba Thiên Thọ Lộ. Và từ đó thì hướng dẫn viên sẽ giải thích từ ngữ giống ví dụ như là ngã ba Thiên Thọ Lộ là gì, rồi khi đến ngay đây là ao Thất Bổ là gì, rồi bước qua cầu đoạn Trần Kiều rồi tới Chí Giác Cung, rồi tới Chí Huệ Cung, rồi qua cầu Giải Phổ Kiều rồi tới Chí Giác Cung, vân vân. Thì chúng ta đang làm một cái tour tâm linh. Như vậy thì khi khách hành hương tới đây, mà cái điều mà chúng tôi băn khoăn nhất đó là người ta sử dụng cái nguồn nước này liệu rằng có đảm bảo sức khỏe hay không. Hệ thống nước lọc trao tặng cho ao Thất Bổ trị giá 100 triệu đồng do doanh nhân Đặng Khánh Duy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Diên tài trợ.